Chắc hẳn các bạn ai cũng từng chơi tựa game này rồi nhỉ? Chưa ư? Thế thì tuổi thơ của các bạn tệ vừa lờ. Đây là Sonic, tựa game tuổi thơ, nơi các bạn nhặt đi bìm hành và giành chiến thắng. Nay thì nó chuyển thể thành phim con mẹ nó rồi. Không biết hành trình của Sonic sẽ thế nào nhỉ? Muốn biết ư? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong Recap Sam. Nhím Sonic. Bộ phim bắt đầu tại hòn đảo gì đó mà tôi không biết. Chúng ta gặp Sonic, vận tốc âm thanh, là chú nhím sở hữu siêu tốc độ. Và như tất cả các siêu anh hùng khác, Sonic cũng mồ côi với Color, nên được nhận nuôi bởi cô cú Longclaw. Lúc này, cậu đang tập thể dục hàng ngày bằng cách chạy lòng vòng quanh hòn đảo, rồi quay trở về chỗ Longclaw, đánh thức cô ấy dậy với mục đích duy nhất là tuyên bố: "Ta là nhất, chẳng ai có thể phát hiện ra năng lực đặc biệt này." Longclaw kiểu: "Chắc là không ai biết đâu còn ạ. Bọn cấm cung nó leo lên cây dính nãy giờ chắc cũng chỉ đang tập thể dục thôi mà." Longclaw thấy thế, nhanh chóng lao ra ôm lấy Sonic, đồng thời khép lại cánh cửa, thành công cứu cậu thoát chết. Sau đó thì cô lập tức ôm chặt lấy Sonic, đột phá vòng vây, lao thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh cũng không phải dạng vừa. Hắn cầm cung dương lên phọt thẳng một phát, mục tiêu là Longclaw. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô nhìn Sonic với ánh mắt đầy âu yếm, như một người mẹ sắp bị chia cắt với con. "Ơ kìa, tao là mẹ nó mà, mẹ nuôi." Nhưng lũ cầm cung không cho phép Longclaw đắm đuối quá lâu, nên cô lập tức dặn dò Sonic phải giấu kỹ sức mạnh của mình, rồi sử dụng năng lực của Dr. Strange, ném bim hành, mở ra thông đạo đi đến trái đất. Còn Sonic vội nhận lấy túi snack, chạy qua vòng tròn, bắt đầu hành trình của cậu ta ở thế giới mới. Trong 10 năm tiếp theo, Sonic dần làm quen với thị trấn Green Hill, coi nơi này như một thế giới nhỏ của mình. Một ngày của cậu bắt đầu trong hang động nhỏ, đầu tiên là thực hiện màn thể dục 3 phút buổi sáng, bằng cách sử dụng tốc độ siêu thanh, phân thân thành nhiều bản. Đấy, có 3 thằng Sonic nhảy dây này, 2 thằng đang bắn bóng này, 3 phút xong luôn. Tiếp theo đó, Sonic ra ngoài hít thở không khí và ngắm nhìn cuộc sống của cư dân Green Hill. Tuy nhiên, nghe theo lời dặn của Longclaw nên Sonic không thể tiếp xúc với con người, dù có những người mà cậu rất thích. Không homo, hãy gặp Tom Wachowski, một công an đánh đàn chân chính, và vợ của anh ta, Maddy. Sonic ngắm nhìn họ vào mỗi buổi sáng khi Tom dẫn các nghệ sĩ qua đường, còn Maddy thì thực hiện bài yoga của mình. Mặc dù không thể tiếp xúc với con người, nhưng Sonic vẫn là loài vật muốn có bạn bè và gia đình, nên cậu đã sinh hoạt cùng Tom và Maddy bằng cách nhìn trộm họ âu yếm. Có vẻ cơm chó là món khoái khẩu của nhím thì phải. Tuy nhiên, sau tất cả, Sonic nhận ra bản thân đang rối lòng và cô đơn vãi cả đái, nên kết thúc một ngày với nụ cười trên môi cùng đôi mắt trùng xuống, tức là buồn ngủ chứ còn gì nữa. Về thôi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế, nhưng không. Và một ngày đẹp trời, Sonic vô tình nhìn thấy Tom đang núp lùm, giương súng muốn bắn con mồi. Bằng luật pháp lỏng lẻo của lũ dân chủ, cậu lập tức vọt ra trêu anh ta bằng tốc độ âm thanh, rồi nhanh chóng rời đi, để lại Tom ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa. Nhưng Sonic thì không hề biết bản thân đêm qua do thẩm dù quá nhiều, chạy rụng cả một chiếc lông ré, và để Tom nhặt được đem về làm kỷ vật, mở ra một chuỗi rắc rối sau này. Bây giờ mới bắt đầu vào phim nhé. Một ngày kia, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tom trở về nhà và nhận được tin vui từ Maddy. Các bạn nghĩ là một thằng quý tử ư? Tất nhiên là không. Tom được luân chuyển công tác, trở thành cướm xịn. Ui, trông giỏi quá. Hãy nhận chiếc cream cake này về để dành chiếc cream pie cho tối nay nhé. Chưa dừng lại ở đó, cô liền đi tìm chỗ ở mới. Tom thì còn chưa hoàn hồn, hoang mang vờ lờ vì chưa chuẩn bị sẵn tâm lý rời xa Green Hill. Thế là bản lĩnh nóc nhà của Maddy một lần nữa được lên tiếng khi cô sử dụng kiến thức chuyên sâu của một bác sĩ thú y, khuyên giải Tom từng chút như cách mà cô khuyên mấy con thú ở chỗ cô làm. Kỹ năng đó siêu hiệu quả. Cô bơm thêm cả tấn năng lượng cho Tom, khiến anh vui vẻ ôm cô một lần nữa, rồi lập tức tập dượt bài diễn thuyết vào sáng hôm sau. Trở lại với Sonic, lúc này đang chăm chú theo dõi trận đấu bóng chày với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Thế là khi màn đêm buông xuống, Sonic lập tức lẻn vào sân bóng chày, bắt đầu trận đấu của một mình cậu, vừa làm người tung, vừa làm kẻ hứng, rất chi là thích thú. Nhưng điếu thuốc tàn bên ly rượu cạn, Sonic không có bạn nên Sonic buồn vãi lìn. Một lần nữa, cậu lại thấy sự cô đơn từ sâu thẳm con chim. Sonic bèn bắt đầu đi chạy cho bớt stress, nhưng do cậu chạy quá nhanh và quá nhiều nên bị mệt và bộc phát sức mạnh xám xí gì đó, làm chập mạch toàn bộ mạng lưới điện của Green Hill. Điều này khiến Wade, đồng nghiệp của Tom, vô cùng hoảng hốt, vội gọi cho anh muốn tìm hiểu sự việc. Nhưng Tom lúc này thì chẳng thèm quan tâm, chỉ mải mê tìm cái đèn pin và tình cờ phát hiện chiếc lông ré lại đang phát sáng. Cùng lúc đó, tại văn phòng chính phủ, các lãnh đạo cũng đang họp bàn về sự mất điện đột ngột tại Green Hill. Có người cho rằng là do nhà máy điện, có người lại nghĩ là cái thằng này nó hút hết điện. Chắc ông này xem Marvel quá 180 phút một ngày thôi. Có người lại nói chắc là nó hỏng cái cột điện nào thôi. Họp bàn là méo gì. Sau một hồi tranh luận, không ai chịu thua ai, vì đứa nào cũng là của hoàng đế, nên người đứng đầu đã chính thức đưa ra quyết định. Tôi sẽ mời tiến sĩ điền Robotnik. Ngài chắc không? Ngài không muốn mời ai đó kiểu The Rock ư? The Rock có thể làm gì cơ chứ? Nấu bữa tối cho kẻ gây ra chuyện này ư? Không nghĩ ra giải pháp tốt hơn, nên họ bèn đồng ý với việc mời Robotnik. Sáng hôm sau, tại khu đóng quân ở Green Hill, một chiếc xe tải đen lừng lững phi tới. Robotnik lững thững bước xuống, bắt đầu hỏi thăm tin tức từ anh thiếu tá. Anh là chỉ huy ở đây phải không nhỉ? Vâng, tôi là... Không, anh không phải. Mà là tôi. Tôi là...
là cái vai phụ chết tiệt trong Green Arrow, series phim mà chả còn ai xem nữa vì nội dung, chỉ còn nói về Oliver Fick Felicia. Lão thiếu tá kiểu, tao mà hơn 70 tuổi thì mày biết rồi đấy con ạ. Sau một hồi bán ớt bằng mồm, Robotnik cuối cùng cũng thực hiện công việc bằng cách bắt đầu bấm bảng điều khiển trên tay. Ngay lập tức, các quả trứng từ trong xe bay ra, lơ lửng trên không trung. Robotnik thấy thế thì lại tiếp tục bốc ớt bỏ vào mồm anh thiếu tá. Công nghệ của tao là nhất, là vô địch vũ trụ. Đi đi các con của ta, ha ha ha. Thế là các quả trứng lập tức tàn vào khu rừng, bắt đầu tìm kiếm dấu vết. Chúng phát hiện ra một dấu chân lạ và gửi nó về văn phòng của Robotnik. Tại đây, lão ta dùng khả năng phân tích của giáo sư X kết hợp với hệ thống khoa học tối tân, phát hiện ra dấu chân đó thuộc về một sinh vật lạ, không nằm trong sách đỏ của bảo tàng thú vật học, đồng thời từ đó biết được chiều cao cân nặng. Robotnik như vớ được vàng, mắt sáng quắc lên, một âm mưu trở thành thiên hạ vô địch hiện lên trong đầu lão ta. Cùng lúc này, Sonic đã phát hiện ra lũ trứng, lập tức trở về hang, thu dọn đồ đạc, muốn dùng bim bim hành tiến tới hành tinh nấm, nơi khỉ ho cò gáy mà đéo ai biết ở đâu. Nếu là tôi thì đến mẹ Namek tìm tổng thần còn hơn. Nhưng Sonic chưa kịp rời đi, thì phát hiện bọn trứng lại bay ngang đầu, nên vội vã rời khỏi hang động, đến một địa điểm an toàn, chính là nhà của Tom. Tại đây, anh ta đang buồn rười lê với Matt đi, thì bất ngờ nghe tiếng động lạ, nghĩ đó là thú hoang, nên anh ta chuẩn bị súng gây phê, rồi cúp máy với Matt đi, tiến tới khu nhà kho. Ở đó, Sonic đang muốn dùng bim bim hành để tới thế giới nấm, thì Tom bất ngờ bước vào. Phập. Sonic trong cơn phê nhìn chiếc áo San Francisco, rồi lẩm bẩm. Thế là Francisco hiện ra trong vòng tròn. Sonic lúc này thì phê tận nóc, làm rời con mẹ ra túi snack lên đỉnh một tòa tháp trong trời, rồi ngất đi. Tom kiểu, what? Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Một lúc sau, Tom đã thiết kế một căn nhà nhỏ cho Sonic, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về mọi thứ, nên quyết định lấy điện thoại ra, muốn làm kiểu ảnh để up story. Nhưng Sonic đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay, thấy cậu ta có thể nói tiếng người. Tom sợ vãi lìn và cất tiếng hỏi. Mày là ai? Tao là Florentino. À không, tao là Sonic đầu xanh. Trong cơn mưa lướt đi thật nhanh. Ủa, túi snack của tao đâu? Oh no 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 no, mày phải giúp đỡ tao đến được Francisco. Ủa alo, tại sao tao phải làm thế? Đúng lúc này, bên ngoài dường như là có người đến. Đó là Robotnik, hắn lần theo dấu chân để tìm tới đây. Nhìn thấy hắn ta, Sonic vô cùng hoảng hốt, cầu xin sự trợ giúp từ Tom, rồi được anh ta đưa lên gác xếp. Robotnik ngay sau đó tiến đến gặp Tom, giới thiệu mình là người của công ty điện lực, muốn vào nhà anh ta điều tra một chút. Tom nghe thế thì tỏ vẻ đồng ý, nhưng khi đến cửa thì lập tức chặn lão ta lại. Mày nghĩ tao là thằng ngu ư? Mày ngu vừa lờ. Vì tao đã thả lũ bọ vào nhà mày từ đời nào rồi nhé? Đấy là Robotnik nghĩ thế. Còn bề ngoài thì ông ta vẫn solo mõm với Tom, đánh lạc hướng cho lũ bọ dò tìm Sonic, người mà lúc nãy đã hóa thành quả bóng. Sau một hồi quét mã QR, lũ bọ đã tiến gần sát vai, khiến Sonic hoảng hốt, lần con mẹ nó xuống gác, tạo ra tiếng động lớn, báo hiệu cho Robotnik rằng bố mày đang ở đây này. Lão ta cũng hiểu ý Sonic, lập tức đánh lạc hướng Tom, lao thẳng vào trong, phát hiện ra điều cực kỳ bất ngờ. Ối, một con trồn ăn trộm bánh kem. Đúng ma tướng gì? Từ từ đã, đây là lông con gì? Lông dế. Lông dế nào mà lại màu xanh? Lông dế của tôi màu xanh. Không tin. Oh my god, một người đàn ông không thể nhuộm lông dế của mình mà không cần lo sợ bị người khác phán xét ư? Tụt quần xuống. Sonic sợ Tom bị bún cua, liền lao ra, khiến Robotnik bất ngờ hét toáng lên, tạo cơ hội cho Tom đấm lão một phát ngã lăn quay cú đơ. Nhưng điều này vô tình khiến con trứng điên lên, xả đạn liên tục vào mõm Tom, buộc Sonic phải đua lên trên nó, xoay như chóng chóng. Một lần nữa, tạo cơ hội cho Tom giải quyết vấn đề, rồi lập tức ôm Sonic đang lên tê phê, lên xe chạy đi. Cả hai chạy được một quãng xa thì Tom bất ngờ dừng lại, muốn đuổi Sonic đi, bằng cách chỉ hướng tới San Francisco. Nhưng Sonic vừa đi được một đoạn thì lập tức quay lại, gào mồm lên với Tom, đòi sự trợ giúp để tới được San Francisco, vì anh là người đã gây ra chuyện này. Tom nghe thế thì không còn cách nào khác đành đồng ý. Thế là cả hai tiếp tục lên đường. Khi màn đêm buông xuống, hai người dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Tom sau khi dặn dò Sonic ngồi im trong xe, thì đi tới chỗ điện thoại công cộng, muốn liên lạc với Wade. Nhưng thấy Robotnik ở đầu dây bên kia, bèn cúp máy vội, đi mua chút đồ rồi quay lại gặp Sonic. Nhưng oh no, nó trốn đâu rồi? Chắc lại đàn đúng với lũ lửa chùa kia. Quả nhiên là thế. Sonic lúc này thì đang hưởng thụ cuộc sống, thấy Tom đi vào thì lập tức nói mình muốn thực hiện vài việc trước khi cậu đăng xuất khỏi trái đất. Tom nghe thế thấy thằng này cũng đáng thương, nên quyết định sẽ thực hiện cùng. Thế là cả hai bắt đầu chơi những trò chầu tre. Lỡ chầu quá nên họ chọc giận mấy cái thằng giang hồ, khiến cả quán nháo nhào cả lên. Tuy nhiên Sonic với tốc độ siêu thanh, mà rõ ràng là không đạo nhái Quicksilver, đã xử đẹp tất cả, rồi cùng Tom trở về khách sạn. Rồi, khò khò khò. Kìa, bò chưa gì đã giống rồi. Sáng hôm sau, Tom cùng Sonic tiếp tục lên đường, tiến thẳng tới San Francisco, không hề biết rằng Robotnik đã tìm đến mấy cái thằng giang hồ mõm, xin in tư về họ, rồi điều hành một con Matryoshka, phiên bản chiến xa đuổi theo. Nếu các bạn chưa biết Matryoshka là gì, thì đây,
Chúng nè, tôi gọi chiến xa của Robotnik như thế vì sau một hồi combat với Sonic và Tom thì nó lại tỏi ra một con bên trong y như con Matryoshka chứ còn gì nữa. Cuối cùng nó đã nhỏ như con ong bỏ vẽ, bay tới gần chiếc xe của Tom, biến chiếc xe bán tải của anh thành con mui trần hàng hiệu. Sau đó thì ngủ ngơ bay gần đến Sonic, rồi bị cậu ta xử đẹp. Nhưng không, bên trong con ong lại là một quả bom, khiến Tom và Sonic loay hoay một hồi mới có thể tách ra. Nhưng nhím cứ mãi xàm lìn nên bùm, toang mẹ luôn. Tom thấy thế thì vội ôm Sonic rồi rời đi. Bên phía Robotnik lúc này thì vô cùng cay cú vì kế hoạch thất bại, liền lao tới muốn mèo cho tên nhân viên mấy phát thì bất ngờ phát hiện chiếc lông ré phát sáng, lập tức đưa vào lồng rồi phân tích bằng cách bật nhạc remix các thứ hòa cùng nhịp điệu cha cha cha. Cuối cùng lão tìm được sức mạnh bên trong chiếc lông rồi bắt đầu thiết kế trung hòa nó với đống máy móc. Trở lại với Tom, lúc này đã đến được nhà của Maddy, muốn nhờ cô xem giúp Sonic nhưng lại bị bà chị gái ngăn cản vì anh bị chính phủ gọi là cái thằng khủng bố. Ngay lúc bế tắc, chú chó của Maddy kéo con mẹ là tấm màn lộ ra thân thể Sonic, làm bà chị gái sợ thái ra máu ngất lịm rồi bị Tom xích như chó. Sau đó Maddy lập tức xem vết thương của Sonic nhưng vẫn không tìm ra cách nào chữa trị vì cậu ta có phải con vật đâu đơ mơ. Bất ngờ Sonic tỉnh lại, hoảng hốt nói mớ vài câu rồi bắt chuyện với Maddy, khiến mặt cô nghệt ra kiểu tôi là ai, đây là đâu. Qua hoảng hốt trước vấn đề của Sonic, Maddy lập tức kéo Tom vào phòng, đóng cửa lại, rồi bắt đầu thực hiện mơ diễn xuất như lời của mình. Với mục đích duy nhất là hỏi Tom về thân thế của Sonic, gạt bỏ ánh mắt hoài nghi của Maddy, Tom lập tức soi sáng bằng lý tưởng của đảng, khiến cô ta tỉnh ngộ, đồng ý cùng anh cứu Sonic. Thế là cả ba trồm luôn chiếc xe của bà chị gái, tiến tới tòa nhà chọc trời ở Francisco, lạm dụng quyền cảnh sát của Tom, lên được tới đỉnh, tìm thấy túi snack. Ngay lúc Sonic chào tạm biệt Tom, Tom bim bim, chuẩn bị tiến tới hành tinh nấm, thì bất ngờ Robotnik xuất hiện, cùng đàn trứng của lão ta chĩa một dàn hoa cải vào mõm cả ba. Sonic nhanh trí đẩy Tom và Maddy xuống dưới để chết cho đỡ đau, còn bản thân thì lao lên tấn công Robotnik bằng tốc độ siêu thanh. Cứ tưởng như thế là nắm được thế thượng phong thì Robotnik bấm vào một cái nút đỏ SOS, SOS. Máy bay của lão ta lập tức có tốc độ ngang với Sonic, nhân lúc cậu không chú ý nã một phát đạn khiến cậu trượt chân rơi xuống. May mắn thay, Sonic vẫn cố gắng chụp được chiếc bim bim đưa Tom và Maddy tới Green Hill, còn bản thân thì chơi trò đuổi bắt với Robotnik. Cả hai dòng ruổi khắp các kỳ quan thế giới, từ tháp Eiffel vạn lý trường tồn đến vùng đất ngập tràn xác ướp. Cuối cùng, Robotnik nã một quả bom đưa Sonic tới điểm bắt đầu, Green Hill. Tại đây, Tom lẻn ra sau, đá vào mõm Robotnik, nhưng lần này lão đã quen với việc bị đấm nên lập tức lật kéo Tom, quật anh như cửa hó. Tuy nhiên, Tom vốn là vua lì đòn, vẫn đứng chắn trước mặt Sonic, mặc cho Robotnik tinh hun khói bằng laser. Điều này vô tình khiến Sonic thức tỉnh bản năng vô cực. Xoẹt xoẹt xoẹt, mày đấm bạn tao thì tao đấm chết con mái mày nè. Sonic lập tức bật mốt siêu thanh, siêu ánh sáng, siêu cấp vũ trụ, đa liên tục vào tàu chiến của Robotnik, rồi mở vòng tròn thời không cho lão văng đến hành tinh nấm. Thế là xong con mẹ nó đời Robotnik. Còn Sonic giết người xong thì vô cùng sung sướng và cậu cùng chung sống hạnh phúc với Tom và Maddy trong một mối quan hệ tay ba lành mạnh. Ok, đó là toàn bộ tình tiết của Sonic 1. Đây là Sonic, một chú nhím có siêu tốc độ, tuy cũng là vệt xanh nhưng mà không phế vật như cái khiên nào đó. Ngược lại, cậu đã đánh bại được một tên tiến sĩ điên xấu xa và sống một cuộc sống yên bình với gia đình mới tại trái đất. Nhưng điều đó cũng không diễn ra quá lâu khi tên tiến sĩ điên đã quay trở lại, mang theo một kẻ thù mới mạnh mẽ hơn Sonic rất nhiều. Đó chính là những gì diễn ra trong Sonic phần 2. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Sau đây sẽ là recap. Tiến sĩ Robotnik sau khi bị tống ra hành tinh nấm từ phần trước vẫn đang mong ngóng ngày trở về mảnh đất quê hương. Nhưng đã 2-3-4 ngày trôi qua, tất cả những gì ông đạt được cũng chỉ là hội chứng tự kỷ tuổi già và món cà phê dở ẹc. Nói vậy thì hơi oan, vì Robotnik cũng không ăn hại đến như thế, vì ông đã chế được một chiếc máy phát tín hiệu với nguồn cung cấp năng lượng là chiếc lông của Sonic. Một sóng tín hiệu được phóng ra ngoài không gian, và một lúc sau, một nhóm người kỳ lạ chui ra từ bim bim hành đến hỏi thăm Robotnik. Không phải Đỗ Nhật Nam nhưng Robotnik rất giỏi tính toán. Ông hạ gục hết đám người kia, nhưng một con nhím thổ dần xuất hiện, hỏi Robotnik cái lông xanh lướt siêu nhanh này từ đâu ra. Nhím Sonic bị gọi tên, và liên minh nhím người được hình thành để hãm hại Sonic. Chắc do hai con nhím có thù oán cá nhân gì đấy. Trở lại với trái đất tại thành phố Sito, nhưng phiên bản Gotham, khi mà cảnh sát lẫn cướp rượt nhau bầm trên đường, một bóng dáng bí ẩn xuất hiện trên nóc nhà. Tuy cũng mồ côi, nhưng mà không phải người rơi, mà là chú nhím Sonic. Mặc dù không ai mượn, nhưng mà vẫn đến để mà giúp cảnh sát. Và với tư duy của một thằng nhóc 5 tuổi, thì Sonic sau cùng cũng thành công trong việc phá hoại. Vừa về đến nhà sau một tour siêu anh hùng thảm họa, thì Maddy lên gọi cậu dậy để đi câu cá cùng Tom. Do đã thức cả đêm để đi phá làng phá xóm nên Sonic vô cùng mệt mỏi. Tom biết thừa là cậu đã trốn khỏi nhà đêm qua để làm điều mà Sonic nghĩ là giúp đỡ, nhưng mà chỉ đem lại sự khó chịu cho mọi người. Tư duy của Sonic tuy dư, nhưng mà tuổi đời của cậu vẫn còn quá non.
Và sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Không phải là câu dành cho cậu. Tom khuyên Sonic đừng nên cố tạo highlight, mà hãy làm mọi việc phù hợp với bản thân mình trước. Và điều đó là phá, phá và phá. Sonic bày đủ trò, quậy từ nhà ra phố. Vì Tom và Marty đã đi sang Hawaii tham dự đám cưới của một người bạn. Bỗng từ phía xa xa trên núi, một chú cáo hai đuôi chui ra từ chiếc bim bim hành, cũng đến đây để tìm Sonic. Nhưng mục đích là để cảnh báo cậu về một con nhím thổ dân đang đến. Sonic thì vẫn đang chill chill đó. Biết cái mé gì đâu. Một chiếc bim bim hành xuất hiện từ ngoài sân. Đó chính là tiến sĩ Robotnik quay lại. Nhưng mục đích không phải là thu gom lông tóc của Sonic nữa, mà ông ta mang đến cho cậu một người bạn mới. Và thằng này đấm rất đau, vì tên của nó là Knuckles. Và như thuộc tính trong mọi trò chơi, màu đỏ thì luôn mạnh hơn màu xanh. Sonic tuy xanh nhưng lại là xanh cỏ, gặp phải màu đỏ thì bị đánh cho đau mỏ. Tuy hai thằng không trùng huyết thống, nhưng Knuckles vẫn gọi Sonic bằng con. Knuckles nói nhiệm vụ của mình đến đây là để tìm kiếm sức mạnh tối thượng gì đó. Và bộ tộc của người mẹ nuôi Longclaw của Sonic đã tranh giành biết bao thế hệ. Sonic nghe thì cũng không hiểu lắm, vì chắc lúc đó cậu chưa được tỏi ra. Nhưng Robotnik sau khi nghe thấy thì lại nảy ý định xấu xa trong đầu. Đúng lúc đó, cậu nhóc cáo hai đuôi xuất hiện, đâm xe vào người Knuckles. Sau đó cậu và Sonic cùng nhau tẩu thoát. Cậu cáo giới thiệu mình tên là Tails, và cái thằng ấm đầu kia là Knuckles. À cái này thì biết rồi. Thằng Knuckles nghĩ Sonic là chìa khóa để dẫn đến nguồn sức mạnh tối thượng của viên ngọc lục bảo xanh. Một viên ngọc trong truyền thuyết mà chỉ có những thằng tin rằng mình được đẻ ra từ nách thì mới nghĩ là có thật. Do Knuckles áp sát quá nhanh, hai thằng kiểu gì cũng chết, nên Tails gợi ý phi xe xuống vực chết luôn cho nhanh. Đùa, Tails đã tính từ trước rồi. Chăm chóng thịt nhà Nobita. Và thế là hai thằng bay đi. Tiến sĩ Robotnik lúc này mới đuổi kịp. Ông phát tín hiệu cho tên thuộc hạ mồm lông ngày xưa của mình và được hắn gửi đến một quả trứng khổng lồ, trong đó là hàng loạt con drone tối tân. Robotnik đề nghị hợp tác với Knuckles trong vai trò hướng dẫn viên của cậu ở trái đất, nhưng hắn ta có một ý đồ xấu xa khá là rõ ràng, là tiếp cận viên ngọc lục bảo kia mà ai cũng biết, thằng này không biết. Sonic và Tails lúc này đã đến nhà một người bạn của Tom là Wade để lánh nạn. Lúc này cậu mới bỏ cái bản đồ mẹ cậu để lại ra. Một hình ảnh ba chiều của Longclaw hiện lên. Mẹ ơi, là mẹ nuôi. Đây là bản đồ hả mẹ? Bản đồ. Này, bà có phải mẹ tôi không đấy? Mẹ nuôi. Quá buồn vì người mẹ quá cố, Sonic quyết định bỏ nhà đi bụi. Đúng hơn là cậu sẽ đến Siberia, vì đó là địa điểm được nhắc đến trong bản đồ. Nhưng thời tiết ở đây thì quá là khắc nghiệt, nên hai đứa phải lánh tạm vào một quán rượu gần đó. Tails nói với Sonic mình là một fanboy của cậu, vì đã chứng kiến cậu đá đít Robotnik lúc trước. Nên khi biết Knuckles định truy bắt Sonic, cậu liền lập tức đến để cảnh báo. Về phía Robotnik, nhờ việc theo dõi điện thoại của Sonic, ông ta đã biết được cậu hiện đang ở Siberia, và cũng ngay lập tức đến đó. Sáng hôm sau, Sonic và Tails khởi hành đi tìm ngọc. Viên ngọc này được giấu kỹ đến mức hai thằng phải tốn tận 3 cảnh phim mới tới nơi. Tails kể về truyền thuyết của viên ngọc, khi ngày xưa mấy ông cố tổ của Knuckles, thay vì đi đấm mồm mọi người, lại quyết định rèn ra 7 viên đá sức mạnh, hợp thể lại thành rồng thần. À nhầm, một viên ngọc lục bảo, thứ có thể bằng sức mạnh cho một người chống lại cả một đội quân. Vì không muốn ai chiếm sức mạnh này làm của riêng, nên bộ tộc của Longclaw mang về sai một mình. Còn lý do vì sao mấy ông cố tổ kia không rèn ra thêm mấy viên nữa thì là vì sợ lạm phát. Hai cu cậu tiến vào, Sonic dễ dàng mở khóa mật mã trên bức tường và lấy được một chiếc la bàn. Nhưng đúng lúc đó Robotnik cũng đến nơi để cản mũi. Hai canh én không thể lo hết được cả một đống kỳ đà, nên đành phải bỏ chạy. Tails có chăm chóng thịt nên đi đường hàng không, còn Sonic thì đi đường hàng khay. Sonic dễ dàng né tránh các đòn tấn công của đám drone, nhưng con nhím đỏ thì không. Cậu bị đánh ngã xuống và làm rơi toàn bộ số bim bim hành, bị dồn đến đường cùng. Sonic chuyển sang bà giáng hòa. Knuckles dễ dãi kể về quá khứ đau thương của mình. Sonic hùa theo và nhận được sự đồng cảm. Nhưng cái thằng Tails lại từ đâu đến phá bầu không khí. Sonic bảo Tails mang la bàn đi trước, nhưng Robotnik bắt được, tặng thêm một voucher tên lửa cho Tails. Sonic đành bỏ qua cái la bàn để lo cho Tails. Đen cho hai đứa là quả tên lửa đã làm lửa tuyết, và do không còn bim bim hành nên Sonic phải nhờ đến Tom, người đang giữ một cái bim bim của Sonic. Hai đứa may mắn sống sót, nhưng ngay lập tức lại bị bắt lại bởi người của chính phủ. Đám người này hóa ra cũng chỉ là một vụ giàn dựng để dụ Tom và Marty mang Sonic đến. Không còn Tom trợ giúp, Marty cùng chị gái của mình phải tự tay giải cứu chú nhím. Nhờ những món đồ chơi của Tails, hai người đã dễ dàng cứu được Sonic. Robotnik và Knuckles cũng đã đến một hòn đảo gần đó. Ông ta dùng chiếc la bàn tại đây mở ra một con đường dưới lòng biển dẫn đến nơi chứa viên ngọc. Sonic thấy được dấu hiệu của viên ngọc thì quyết định sẽ tự mình đến đối mặt với Robotnik, vì hai người này cũng có giúp được gì đâu. Cậu dùng siêu tốc độ chạy băng băng trên mặt nước, nhưng sức cùng lực kiệt nên phải chịu cảnh uống nước muối thay cơm. May sao cậu vẫn dạt được đến đúng hòn đảo và thấy được một tòa lâu đài dưới lòng biển. Robotnik và Knuckles ở bên trong đang cố gắng vượt qua muôn vàn cạm bẫy tại đây. Sau khi kích hoạt gần hết các bẫy trong này, Robotnik mới bỏ cái máy quét bẫy ra. Wow, thiên tài. Sonic cũng đã vào được bên trong. Và với siêu tốc độ của mình, Sonic cũng dễ dàng vượt qua hết bẫy. Sonic làm gì cũng dễ nhỉ. Có chuyện gì làm khó được Sonic không? Đương nhiên là có. Và đó chính là Knuckles. Tuy tốc độ thì chậm hơn Sonic, nhưng mà Knuckles lại vô cùng trâu bò, khiến Sonic vô cùng mất thời gian để mà đánh bại. Nhân cái lúc hai con nhím đang bận choạc nhau, Robotnik tiếp cận viên ngọc lục bảo. Ai cũng nhận ra một đồ của hắn, chỉ cái thằng ấm đầu Knuckles thì không. Và cậu đã tự tay dâng mỡ vào mồm mèo. Tòa lâu đài gió mất viên ngọc nên lập tức sụp đổ. Knuckles bị tảng đá đè lên, nhưng được Sonic cứu giúp, hai thằng cùng nhau chạy thoát.
và kết nghĩa huynh đệ. Robonic sau khi có sức mạnh của viên ngọc thì trở thành bố thiên hạ, sức mạnh vô song không ngại số vong. Chính phủ đã đến nhưng cũng chỉ làm nên cho Robonic tiếc skill. Mọi cái sự bây giờ đè nặng lên đầu bá nhím và cáo. Đối mặt với ba đứa bây giờ là một con treasure siêu to khổng lồ và cũng đương con mẹ nói nhiên là bất khả chiến bại. Ba đứa quyết định dùng Sonic làm cò mồi để hai đứa còn lại có thể đột nhập ở bên trong. Tuy nhiên thì Sonic cũng không chống cự được bao lâu trước khi bị Robonic phang cho một bổ vào đầu. Nhưng may mắn là Knuckles và Tails cũng đã vào trong thành công. Tails dùng ảnh phân thân chi thuật để câu thời gian cho Knuckles niệm chiêu. Và chỉ với một đấm duy nhất đánh văng viên ngọc ra khỏi người Robonic, Sonic cho ngáp phải ruồi, tự dưng vớ được viên ngọc. Nhưng có bàn chân lặng lẽ theo sát phía sau, Tom và Maddie xuất hiện cứu Sonic thoát chết. Nhưng tên Robonic thì vẫn còn nguyên. Sonic định liều ăn nhiều, sử dụng sức mạnh của viên ngọc, nhưng viên ngọc lại bị vỡ ra. Đến nước này, tôi sẽ cho cậu sức bắn của tên bạn. Tôi ai nói đây? Đạo diễn. Những viên đá nhập vào người Sonic biến cậu thành Super Saiyan 3 nhưng dạng thú, và với sức mạnh của Son Goku, 10 con Ranger vào một lúc cũng được. Tên Robonic bị đánh bại, gia đình đoàn tụ, nhưng có vẻ Sonic đã mất ý thức. Cậu ta gọi ra một đám mây sấm sét các thứ để triệu hồi một vũ khí hủy diệt, một chiếc hot dog. Như thế này thì chắc chắn là Sonic rồi. Và mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, trừ ngân sách nhà Tom, vì giờ anh phải nuôi thêm 2 cái miếng ăn nữa trong nhà. Nhưng đó chưa hẳn là kết thúc, vì Robonic vẫn sẽ quay trở lại. Cùng thêm đó là một kẻ đối địch siêu mạnh khác của Sonic, chính là Shadow, nhím bóng kín. Và đó chính là tất cả những gì diễn ra trong Sonic 2. Tui, lè lè lè. Xin chào và hẹn gặp lại.